Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây rất nhiều hoa thơm và trái ngọt. Đến Hưng Yên vào thời điểm này thì quý vị và các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sắc vàng của những trái cam chín mọng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phương Lan muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng về thăm và thưởng thức hương vị cam Hưng Yên của một trong những vùng trồng cam lớn của tỉnh, đó chính là những vườn cam của xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Đồng Thanh được coi là thủ phủ cam của huyện Kim Động. Đây là cây trồng chủ lực của địa phương, đem lại cuộc sống khá giả cho bà con nông dân. Sự cần cù năng động của người dân cùng với sự bồi đắp phù sa của sông Mẹ đã hình thành nên những vườn cam vàng chín mọng cho những chuyến hàng tất bật ngược xuôi khi vào mùa. Đưa chúng tôi đi tham quan các vườn cam, anh Phạm Văn Quỳnh, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau quả và dịch vụ xã Đồng Thanh cho biết. Hiện tổng diện tích đất nông nghiệp của xã hơn 350 hectare đã được bà con nông dân chuyển đổi gần hết sang trồng cây ăn quả mà chủ lực là cam Hưng Yên, cam đường canh và bưởi diễn. Trong đó, cam hơn 220 hectare. Năm nay, năng suất bình quân ước đạt 25-30 tấn một hectare. Sản lượng cam toàn xã khoảng 5.000 tấn, đem lại giá trị kinh tế khoảng 80 tỷ đồng. Có những hộ thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng tiền cam. Thế như thế nào thì được gọi là một trái cam đã đạt chất lượng và có thể thu hoạch được ạ? Của cam nó phải chín vàng đều thì là thu hoạch được. Như quả này gọi là mới tặng chín đấy. Khi quả cam chín nó bao giờ cũng hồng ở dưới phía dưới này trước đấy, rồi xong nó chín vàng lên trên. Nhưng còn từ trên này xuống là quả cam không đạt chất lượng. Cầm quả cam bao giờ nó phải chắc, rắn. Thế thì bổ bóc ra thì quả cam là nó nồng vàng. Nồng vàng đấy, anh trong ra đã thấy mùi thơm rồi. Mùi thơm nhá. Khi cái này mình ăn nhá, xong là ăn xong là cái tép cam này dính vào tay, còn dính tay cũng tỏ là cái vị đường là rất là ngọt đấy. Tức là nó có cái vị ngọt đậm đúng không ạ? Đúng, cam Đồng Thanh thì là nó có cái đặc điểm là nó ngọt đậm mà nó giữ được lâu trong khi mình ăn mình cảm nhận được. Mời cô ăn. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thế thì cái thị trường tiêu thụ của mình có ổn định không anh? Thị trường tiêu thụ của chúng tôi thì hàng năm thì là vẫn khách quen ở một số tỉnh lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi Hải Dương. Thì gần đây thì là cũng có container về lấy để chuyển vào trong phía Nam. Cái cam của chúng tôi nó ưu điểm so với các tỉnh lân cận là chúng tôi chăm sóc là kéo dài vụ, là thu muộn hơn, là nó sẽ được giá hơn so với các tỉnh lân cận. Cam này thì nó càng có tuổi cao thì cái chất lượng nó càng ngon, đậm hơn. Tại sao thế ạ? Vì cái vỏ nó mỏng và nó ngọt, nó đậm hơn cái cam non. Cam non thì bao giờ cái lõi nó rộng, bao giờ cái vỏ nó dày hơn. Hợp tác xã hiện có hơn 30 thành viên tham gia, mở rộng phát triển sản xuất theo quy mô tập trung. Nhiều hộ có diện tích trồng từ 5 sào cam, bưởi trở lên. Tham gia hợp tác xã, các hộ trồng cam được chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn vốn, dần dần xây dựng thương hiệu cam bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay đã có hơn 40 hectare được cấp chứng nhận Việt Gáp. Ngắm nhìn những trái cam vàng mọng làm ta quên đi cảm giác mệt nhọc như muốn níu kéo chân du khách tham quan và thưởng thức. Người tiêu dùng hiện không chỉ chú ý đến chất lượng, mẫu mã mà còn rất quan tâm đến quy trình sản xuất ra trái cây sạch an toàn. Bởi vậy, người dân Đồng Thanh họ rất chú trọng việc áp dụng quy trình sinh học, đầu tư công nghệ tiên tiến, giàn phun tự động để giảm sức lao động cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhất là từ khi được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, thì cam Đồng Thanh đã mở ra tiềm năng lớn cho kinh tế địa phương, việc tiêu thụ gặp rất nhiều thuận lợi. Mời Phương Lan đi thăm vườn cam của các bác nông dân. Chào anh ạ. Anh đang thu hoạch cam đấy ạ? Vâng. Hôm nay bắt đầu cam đầu mùa, được một số khách hàng đặt mua tạm thời mấy tạ. Cái vườn cam nhà mình tổng diện tích là bao nhiêu anh? Diện tích của nhà thì nó rơi vào hơn 2 ha, vào 2 ha 3, tức là nó vào 6 mẫu. Vườn cam của mình là có bao nhiêu gốc? Ô, của nhà đây thì nó rơi vào độ khoảng tầm 2.000
Riêng cây cam là rơi vào 2.400 đến 500 gốc. Sản lượng cam hàng năm của vườn nhà mình thế nào anh? Sản lượng của nhà làm thì nói chung là bình quân này khác là đạt từ 2 tấn trở lên cho đến 2 tấn rưỡi. Giá cả năm nay so với năm ngoái thế nào ạ? Nói chung là như chúng tôi làm thì đây làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thế này cái giá cả thì nó tương đối ổn định. Là ngược lại, bình thường là như chúng tôi giao suất này khác là nó rơi vào cái giá từ 18 cho đến 20 nghìn đồng trên 1 kg. Doanh thu mỗi một năm ở cái vườn cam của mình như thế nào anh? Tổng thu thì trừ chi phí đi thì cũng còn được khoảng tầm 700 cho đến 1 tỷ trên đầu năm. Làm thế nào để nhận biết rằng là cam Đồng Thanh của mình đặc điểm gì khác so với cam các nơi khác không ạ? Nói chung là cái cam của chúng tôi thì nó chín đều, mã đỏ đẹp. Và ngược lại nói chung là cái chất lượng lòng của nó là vàng hơn. Và ngược lại nó có cái độ ngọt thơm hơn và ngọt đậm hơn tất cả các khu vực nơi khác. Bao nhiêu quả thì được 1 kg anh? Cam này của chúng tôi thì thường thường bình quân này khác là rơi vào 4 quả cho đến 5 quả trên 1 kg. Có phải là cứ quả to nó mới là ngon không ạ? Hay là như thế nào ạ? Không, nói chung là cái cam này nó cứ đạt tầm độ khoảng tầm 4, 5 đến 6 quả thì là nó vừa cái biểu quả mà ngược lại quả cam là nó ngon hơn. Thế còn nếu mà to quá nó rơi vào 3 quả mới 2 quả trên 1 kg thì thường thường nó người ta gọi là nó cam vồ, là nó bị sần đầu lũm để lên thì là ngược lại hay bị khô đồng, nó không ngon. Tuy là vùng chuyển đổi cây có múi sau một số địa phương khác nhưng cam trên đồng đất Đồng Thanh đã dần trở thành thương hiệu cam Việt Gáp nổi tiếng nhiều năm nay với hương thơm và vị ngọt đậm đà. Cam Đồng Thanh đã xuất hiện tại nhiều lễ hội, hội chợ nông sản trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận. Cam Hưng Yên là một loại cam rất là ngon, nhiều nước, mọng quả và cái tươi, chất dinh dưỡng cao, rất là thanh và cái thơm tự nhiên. Hàng năm đón nhiều đoàn lãnh đạo và khách tham quan nhà vườn. Cách chăm sóc cam của mình nó có vất vả không? Nó có khó khăn không ạ? Nói chung là cái cây cam này thì nó vất vả hơn các cây khác. Vâng. Vì nói chung là cái sản lượng nó cho mình là cao, nó đòi hỏi dinh dưỡng là nhiều. Cho nên là mình cho ăn này khác là nó phải nhiều hơn tất cả các cái cây khác thì nó mới đạt được cái chất lượng quả. Thì cam Đồng Thanh của chúng tôi được cái chất đất. Và ngược lại cái chăm sóc chúng tôi cho ăn là nó kèm theo là ngô và đỗ tương. Cho nên là cái hương vị của nó là khác hơn hẳn với lại cả các nơi khác. Thì cam của mình nó có ra cách năm hay là vẫn ra đều hay như thế nào anh? Trước ý, chúng tôi làm ý, thì nói chung là kỹ thuật nó vẫn còn chưa nắm chắc thì nó ra cách năm. Thế nhưng mà được gần đây là như anh em chúng tôi là làm là thường thường cái sản lượng là tương đối đẹp. Mình đã nắm bắt được kỹ thuật vì cái thời mình làm cái cây cam này là nó phải chạy theo cái thời tiết. Cái thời tiết nó quyết định cho mình. Nếu như năm nay mà nó rét đậm thì như chúng tôi xử lý cái cây nó rất nhẹ, nó cũng đã đạt được cái kết quả. Thế nhưng mà ngược lại năm nào mà cái thời tiết mà nó mưa ẩm lớn này khác thì chúng tôi lại phải xử lý theo cái phương thức là ngược lại mình siết cây thì nó mới đảm bảo được thời tiết đó, đúng không? Vậy thì năm nay cái lượng quả so với năm ngoái thì thế nào ấy? Nói chung là nếu như mọi người làm thì mà không nắm bắt được, mà không xử lý được cho nó thì là năm nay cam là hơi rụng nhiều hơn. Thế như mà cỏ nhà đây thì mình cũng làm lâu năm, nhiều năm rồi thì mình cũng đã từng trải qua này khác, mình có cái kinh nghiệm thời tiết mà nó mưa dầm kéo dài nhiều thì như chúng tôi là phải xử lý trước cái thời điểm đó thì nó đỡ bị nấm quả trên đầu lũ thì nó đỡ rụng hơn. Không chỉ là loại quả dễ ăn dễ uống, cam còn rất hữu ích đối với sức khỏe nhờ chứa hàm lượng chất xơ, vitamin C, thiamin, folate và các chất chống oxy hóa dồi dào. Từ giá trị thiết thực của trái cam đem lại đối với sức khỏe của con người, giá cả hợp lý cộng với vị thơm ngọt đặc trưng của cam Hưng Yên thì những vườn cam trên đất Đồng Thanh đã mang lại thương hiệu riêng cũng như đem lại giá trị kinh tế gấp 5 đến 6 lần cây lúa cho người dân, là địa điểm lý tưởng để chào đón du khách tham quan trải nghiệm miệt vườn. Vâng, được ăn cam rất là nhiều rồi, thế nhưng mà tuy nhiên thì được đi tham quan, được trực tiếp mà hái những trái cam và thưởng thức tại vườn thì đây là lần đầu tiên đấy ạ.
Một lần nữa thì Phương Lan rất là cảm ơn anh Phú, chủ nhà vườn, và cảm ơn anh Quynh, chủ nhà hợp tác xã, đã cho Phương Lan có một trải nghiệm rất là thú vị. Thưa quý vị và các bạn, với thời tiết hanh hao như thế này mà lại được thưởng thức trái cam chín mọng và thơm ngọt ngay tại vườn như thế này thì quả là một điều vô cùng là thú vị. Vâng, và cam thì lại có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Mời quý vị và các bạn một lần hãy về với Đồng Thanh, huyện Kim Động để được tham quan, được tự tay hái và thưởng thức trái cam để có thể cảm nhận được vị đậm đà của phù sa châu thổ sông Hồng. Và chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.